trước đây nè, trước đây là da của Phương Ly nè, mọi người thấy không, mặt của Phương Ly là vừa nhăn nè, đó, vừa sạm nè, nè mọi người thấy là vừa sạm không, ở trong hình nó dội, nó trắng là nó còn thương Phương Ly đó nè, mọi người coi nè, nè vừa sạm vừa nhăn nè, vừa nhăn nè, rồi vừa nám nè, mọi người thấy không, nám trên cái mặt nè, nám trên trán nè, nám trên mặt, nám trên trán rất là nhiều. Và so sánh với bây giờ mọi người nhìn thấy nè, thôi cái điểm so sánh là để cho mọi người nói chứ mình cũng nói, em thấy làm sao? Hát hoàn toàn luôn. Mọi người thấy hát hoàn toàn không mọi người? Mọi người có tin đây là Phương Lê không? Phương Lê đó. Em nhìn lại. Thôi đừng nhìn. Đó, để cho khách nhìn cho khách xỉu đi. Đó là Phương Lê đó mọi người. Cái lúc này biết làm cái gì? Cái lúc này là, cái lúc này là lúc Phương Lê đang chuẩn bị thay đồ để dẫn con đi ra ngoài biển tắm phơi nắng đó mọi người. Ngày xưa đẻ con ra ba đứa liên nheo nheo rất nhóc nhỏ đó, rồi lo thức khuya dậy sớm chăm sóc nó nè, rồi ăn uống thiếu chất nè. Rồi bắt đầu là nói chung là mình bị hụt chất rất là nhiều, tại vì sanh con ra mà để chị cầm cho. Sanh con ra rồi bắt đầu là suốt ngày thì phải đi phơi nắng, tại vì con nó cần vitamin D để cho nó khỏe đó mọi người, thì mình phải hy sinh thôi. Đó, mình hy sinh bây giờ mình đi phơi nắng phơi ơ này nhỏ cho con, bây giờ da của mình thấy ghê, mọi người thấy nám sạm nám. Và cái tấm hình này là tấm hình là còn đỡ nha mọi người, còn những tấm hình khác còn kinh dị nữa. Mọi người thấy nhăn không, da mắt đuôi mắt rất là nhăn, và nám nè, là trán là nám rất là nhiều, mà giờ cái làn da như vậy đó mọi người thấy không. Phương Lê nói là người thật việc thật chứ không phải nói giỡn hay là nói mà nói xạo nói gì cho mọi người. Và bây giờ da Phương Lê như vậy, nói chung là em đã từng không coi mình giống như nhan sắc của mình quan trọng, và cái lúc đó em thấy ghê, thì bây giờ em được trời thương, em phục hồi lại vậy, em gặp cái mỹ phẩm cho Nami phục hồi được vậy, thì bây giờ mọi người còn chần chừ gì nữa, hãy làm giống như em đi.